Herman Miller. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đập hộp một cái hộp rất là to luôn, có thể nói là to nhất từ trước tới giờ mà mình từng đập ha. Mình nghe mọi người nói rất là nhiều về cái dòng sản phẩm này, tuy nhiên là mình cũng mơ hồ về nó. Thì hôm đó mình có ghé qua showroom của Ergo Home thì gặp một cái bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, bạn cho mình thử hết tất cả những cái mẫu ghế ở showroom và bạn cũng giải thích cho mình rất là nhiều những cái về chuyên môn cũng như là ghế công thái học là cái gì, rồi cái tư thế nào là phù hợp. Bởi vì mọi người ngồi trong một cái tư thế nó không có chuẩn một thời gian dài rồi, cho nên là cái ghế công thái học nó không giúp cho các bạn ngồi lâu mà nó sẽ giúp cho các bạn phải hoạt động, phải đứng lên, vận động mỗi một khoảng thời gian ngắn nhất định. Thì mình thấy cái việc đó rất là hay. Herman Miller là một cái hãng của Mỹ. Thì với một cái chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, rất là nhiều người đã review và đánh giá cái ghế này rất là cao rồi. Khi mình ngồi lên á, là mình cảm thấy là nó phê lắm các bạn, không có diễn tả được ha. Cuối cùng là mình quyết định là mình đặt chiếc ghế này và Ergo Home đã giao cho mình sau một ngày ha, rất là nhanh luôn. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ khui cái hộp này ra để xem thử bên trong nó như thế nào nha. Cái ghế được bọc mút xốp rất là kỹ luôn. Và cái thùng này cứ thế là các bạn nhấc lên thôi, nhập nguyên con luôn. Còn nữa nha. Và đây là cái ghế chưa có tựa đầu. Và đây là cái tựa đầu. Với cái tựa đầu á, thì là họ không có bao gồm trong cái sản phẩm ban đầu ha, mà họ sẽ bán cái option. Lắp cái tựa đầu này cũng rất là dễ ha. Sau đó chúng ta siết cái con ốc này, tăng giảm cái chiều cao của cái tựa đầu ở đây, sau đó chúng ta siết lại thôi là xong. Và đây là chiếc ghế sau khi đã hoàn tất, rất là đơn giản và rất là nhanh luôn. Wow, cảm giác rất là tuyệt vời. Và sau một tháng trải nghiệm thì mình đã quay trở lại để mà đưa cho mọi người những cái cảm nhận, trải nghiệm thực sự. Đối với một content creator thì mình nghĩ là có 3 thứ mà các bạn nên đầu tư cho nó một cách xứng đáng. Cái đầu tiên là một cái bàn làm việc. Cái thứ hai là một cái hệ thống ổ cứng để lưu trữ những cái dữ liệu quý giá của chúng ta. Và cái thứ ba đó chính là một cái ghế ngồi làm việc. Một cái ghế ngồi chất lượng nó không chỉ làm cho căn phòng của bạn trở nên đẹp hơn mà nó còn giúp cho các bạn đảm bảo được cái yếu tố về mặt sức khỏe cũng như là mang lại cái hiệu quả công việc. Mình thì sẽ dành phần lớn thời gian ở trên máy tính để ngồi editing, dựng phim, chỉnh hình và làm tất cả những cái công việc khác. Thì cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy rất là ấn tượng đó chính là cái chất lượng của cái ghế, cái build và cái chất liệu mà cái hãng Herman Miller đã sử dụng trên cái sản phẩm này. Thực sự nó cho mình một cái cảm giác rất premium ha. Khi mà rờ, ngồi, thậm chí là đặt hai cái gác tay này lên trên phần đệm này á, mình cũng cảm thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm trước đây mà mình đã từng dùng. Cái điểm thứ hai mình thích đó chính là cái phần lưới. Và với cái thiết kế lưới như thế này, nó khá là thoải mái, thông thoáng phần lưng. Mình đã từng ngồi trên những cái ghế gaming trước đây thì hai cái phần này trên cái ghế gaming á, nó không có lưu thông được cái vấn đề về không khí ha. Thì những cái ghế gaming thì nhìn nó có vẻ khá là hoành tráng, khá là ngầu, nhưng mà thực tế về cái yếu tố và công thái học á, những cái như là đỡ cổ hay là đầu vai của các bạn á, thì gần như là nó không có thực sự hiệu quả. Tiếp theo là mình cảm thấy những cái phần nút tăng giảm cái độ nặng nhẹ khi mà mình ngả lưng, thậm chí là mình nâng hạ cái ghế này, thì nó cũng rất là nhẹ nhàng và êm ái. Đặc biệt là các cái vị trí để những cái nút chỉnh độ cao hay là tăng giảm ngả lưng này, nó cũng vô cùng hợp lý và dễ dàng thao tác. Có thể rất là nhiều bạn khi mà mới nhìn qua cái ghế này thì sẽ chê. Các bạn thường sẽ chê ở cái thiết kế nó không có gì đặc biệt, nó không có gì hầm hố. Tại sao 20 mấy triệu mà lại thiết kế đơn giản như thế này? Mình thấy rằng là một cái thiết kế càng đơn giản thì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều những cái không gian hoặc là những cái bàn làm việc khác nhau, môi trường làm việc khác nhau. Hãng Herman Miller thì cũng có nhiều cái thiết kế cũng khá là độc đáo, chẳng hạn như là cái dòng Embody thì cũng thiết kế rất là hầm hố luôn. Nhưng mà riêng cá nhân mình thì mình thấy là cái thiết kế của cái dòng Aaron này phù hợp với cái không gian của mình, tại vì mình đang thiết kế cái không gian của mình theo xu hướng là minimalist, thì mình muốn nó cũng đơn giản, tối giản, ít chi tiết hơn. Và đặc biệt là cái màu đen này cũng rất là hợp với cái set màu phòng làm việc của mình luôn.
thú thật với mọi người là mình cũng chưa từng xài qua một cái sản phẩm của cái hãng này, cho tới khi mà mình thực sự trải nghiệm nó thì quả thực là nó quá khác biệt. Và khi mà trải qua một tháng mình ngồi trên cái ghế này thì mình cảm thấy là quả thực đó là một cái sự nâng cấp về mặt trải nghiệm, cũng như là một cái cảm giác rất là khác luôn. Một cái điểm nữa là khi các bạn đầu tư một cái sản phẩm mà cao cấp như cái ghế Herman Miller Aeron 2 này á, thì sau này các bạn có thể bán lại cái ghế này, nó cũng không mất nhiều giá trị ha. Có rất là nhiều những cái lầm tưởng khi mà nói về ghế công thái học, đó là các bạn có thể ngồi làm việc hay là chơi game lâu mà không cảm thấy mệt mỏi hay là đau nhức. Thực ra thì cái điều này hoàn toàn không chính xác nha. Ghế công thái học không phải là loại ghế mà mang lại cho các bạn một cái cảm giác ngồi thoải mái nhất, nhưng nó mang lại cho các bạn một cái tư thế ngồi đúng nhất và đảm bảo cái vấn đề về sức khỏe, về xương sống cũng như là về tất cả những cái yếu tố khác. Nếu như những bạn nào bắt đầu quan tâm về cái vấn đề về sức khỏe thì có thể tìm hiểu những cái ghế công thái học ở trên thị trường, thì nó có rất là nhiều những cái sản phẩm về ghế công thái học. Thì ở đây là các bạn có thể thấy là mình có đầu tư một cái bàn cũng công thái học luôn. Nó có chức năng nâng hạ. Thì khi mà mình làm việc một khoảng thời gian ngắn thì mình sẽ thay đổi cái chiều cao của cái bàn để cho mình từ cái tư thế ngồi mình sẽ chuyển thành tư thế đứng. Và cái điều đó nó cũng giúp cho mạch máu của mình nó lưu thông tốt hơn, cũng đảm bảo những cái vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra thì nó còn tăng thêm cái cảm hứng làm việc nữa. Khi mà chúng ta ngồi một tư thế quá lâu thì có thể là nó sẽ cũng hơi chán, cho nên chúng ta phải thay đổi cái tư thế ha. Đó là những cái trải nghiệm của mình sau một tháng ngồi với cái ghế này. Thì mình cũng muốn chia sẻ cái điều này để cho những bạn nào mà chưa từng trải qua những cái sản phẩm công thái học thử xem, biết đâu các bạn sẽ thích giống như mình thì sao. Và video này mình sẽ dừng lại ở đây, và sau một khoảng thời gian nữa mình sẽ trải nghiệm nó lâu hơn và có những cái điểm gì mà hay ho hơn nữa thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video review sản phẩm lần sau. Bye bye.